Yo, xin chào anh em đã quay trở lại với thế giới Mobile Legends ở channel của Mỡ. Có rất nhiều anh em có than với Mỡ rằng là ui dồi ôi anh Mỡ ơi, leo rank đầu mùa khổ lắm, khổ kinh khủng khiếp. Có mỗi sử thi với huyền thoại thôi mà rank của em cứ trồi sụt hoài à, không lên được nổi cái rank anh ạ. Thì thật ra đúng thôi anh em ạ, giờ mới là đầu mùa mà, cho nên rank sử thi và huyền thoại giờ đánh có khác gì anh em đánh ở rank thần thoại đâu. Có nhiều pro bây giờ họ mới chơi, cho nên việc anh em mà thua ấy, hay là Mỡ livestream mà chơi thua, anh em đang xem ấy, thì hoàn toàn không có bất kỳ cái điều gì nó lạ cả. Nó là cái điều quá là bình thường đối với một cái người chơi leo rank solo anh em ạ. Cơ mà có nhiều anh em có hỏi thêm đấy là tại sao Mỡ chơi một mình solo thấy không thấy chán, không thấy ngán à. Với cả mà sao nhìn Mỡ thi thoảng có một số trận leo rank nhìn trông nó có vẻ đơn giản thế, thắng dễ dàng quá, thắng nhiều vậy, thì không biết là có bí quyết gì không? Ừ thì thật ra ấy, Mỡ không có cái bí quyết gì nó quá là độc đáo hay là bí ẩn đâu. Chỉ cần anh em nắm được 5 cái điều này khi mà leo rank một mình, thì cái việc trở thành một pro gánh team thực sự mà nói không quá là khó. Chúng ta sẽ bắt đầu cái video clip này ngay nhá. Và đây sẽ là cái clip minh họa mà Mỡ sử dụng cái vị tướng Gilson trong cái trang phục K của biệt đội KOF mang vào rank mua gánh team để cho anh em xem. Cái điều đầu tiên mà anh em muốn trở thành một cái pro gánh team thật sự ý, đó là chúng ta sẽ phải biết và chọn được những cái vị tướng có khả năng gánh team. Thì thông thường ở trong Mobile Legends có 3 cái vị trí, 3 cái vai trò có rất nhiều vị tướng có khả năng gánh team mạnh. Đó là 3 vai trò sát thủ, pháp sư và đấu sĩ. Những cái vị trí này thì đa phần chất tướng đều rất mạnh ở mọi giai đoạn trong game. Bộ kỹ năng có khả năng gây sát thương mạnh và thường đa phần chúng khá là cơ động. Dồn sát thương mạnh nhất và nhanh nhất có lẽ là sát thủ. Kế đó, dồn sát thương cũng mạnh nhưng mà an toàn hơn, đó chính là vai trò pháp sư. Và cuối cùng là vai trò đấu sĩ, cái vai trò mà thuộc dạng cái gì cũng có, cơ động có này, sát thương có, mỗi thứ có một tí, nói chung là đồng đều. Thì tùy anh em chọn tướng và sử dụng ở trong 3 cái vai trò này. Nhưng đại khái 3 cái vai trò này có những cái vị tướng mà chất tướng của nó ấy là có thể gánh team được. Dĩ nhiên, các vai trò khác cũng có thể gánh team được thoải mái anh em ạ. Nhưng đấu sĩ, sát thủ và pháp sư là các cái vai trò nổi bật nhất. Dù vậy thì thuộc 3 vai trò đó là một chuyện. Việc biết được tướng nào mạnh ở meta hiện tại, tướng nào không hợp hay là out meta mới là một cái vấn đề khác cần phải quan tâm anh em ạ. Có nhiều anh em bảo với Mỡ là Mỡ ơi, mình có mua những cái vị tướng như là Bane này, hoặc là Saber này, hoặc là Tử Long á, cũng là đấu sĩ sát thủ đấy, sao không gánh team được, với cả đánh nó cứ yếu như nào á. Thì đơn giản đó là những cái vị tướng đã bị out meta rồi, đã quá yếu ở cái thời điểm hiện tại rồi. Chúng ta không thể sử dụng những cái vị tướng đó để mà mang vào game, đánh rank rồi gánh team được. Nếu như anh em có dõi theo cái kênh YouTube của Mỡ ý, thì Mỡ dạo gần đây có hay đề cập đến một website có tên gọi là Expect Wingman, cho phép chúng ta xem được thứ tự xếp hạng của các vị tướng đang có trong Mobile Legends theo thứ tự từ cấp S cộng là cấp cao nhất cho đến cấp thấp nhất là cấp C. Nhưng mà có một số anh em bị nhầm tưởng rằng việc phân cấp như thế là đang chia theo độ mạnh yếu của vị tướng đó. Hiểu như vậy là sai rồi á. Việc phân chia cấp độ của các vị tướng như vậy ở trong cái trang Expect Wingman á, nó đánh giá dựa theo độ hiệu quả của vị tướng đó khi được sử dụng trong chế độ đấu rank đơn xếp hạng cơ anh em ơi. Tức là nếu như mà vị tướng đó được dùng trong đấu rank solo nhiều rồi thì hiệu quả chiến thắng mà nó mang lại cao thì nó sẽ được xếp hạng cao. Còn tướng nào ít được sử dụng trong đấu rank solo hoặc hiệu quả chiến thắng của chúng trong đấu rank solo thấp thì tướng đó sẽ bị xếp hạng thấp. Chỉ đơn giản là như vậy thôi, chứ không hề có ý muốn so sánh độ mạnh yếu của các vị tướng ở trong game đâu anh em ạ. Còn thì một cái điều nữa đó là có nhiều anh em hỏi mình là xạ thủ có gánh team được không? Thì về cơ bản, xạ thủ rất mạnh ở cái giai đoạn nào thì không biết anh em ạ. Chỉ biết là khi nào mà xạ thủ có đồ ý, thì lúc đấy xạ thủ nó mới mạnh. Và tối thiểu với đa phần xạ thủ ở trong Mobile Legends ý, thì phải có 2 món đồ thì mới bắn được. Vì thế nên nếu team thọt thì xạ thủ sẽ thọt. Do đó, theo quan điểm của mình, đây hầu như không phải là vị trí gánh team ở giai đoạn đầu game. Nên hạn chế chơi vai trò này nếu như anh em muốn leo rank solo mà thắng nhá. Cái điều thứ hai mà đúc kết từ kinh nghiệm của Mỡ muốn chia sẻ đến cho anh em, đó là khi mà chúng ta sử dụng cái vị tướng gánh team ý, bùa tím là yếu tố luôn phải có ở trong chất tướng của mình. Bùa mà Mỡ muốn nói ở đây đó chính là cái bùa tím anh em nhé, có được từ việc hạ gục một trong hai bãi quái rừng ở phần rừng của mình hoặc phần rừng của đối phương. Ở trong Mobile Legends thì vào một thời điểm có tận 4 bãi quái rừng cho chúng ta bùa tím cơ. Nếu như anh em đi đường giữa, chúng ta chỉ cần lấy bùa tím ở bãi hai con quái mà thôi. Và sau ghi hết hiệu lực của bùa thì quay lại cái chỗ đấy để mà lấy. Lưu ý rằng bùa không có cộng dồn, cho nên chỉ cần ăn một bùa là đủ.
Búa tím sẽ mang đến cho những cái vị tướng như là đấu sĩ, sát thủ hay pháp sư cái nguồn sức mạnh thực sự là vượt trội khi nó giảm đi khá nhiều cái khoảng thời gian hồi chiêu đến từ bộ kỹ năng, giúp cho anh em có thể thi triển chiêu thức nhiều hơn, liên tục hơn, cũng như là khả năng tiêu tốn nội năng hay mana ít đi. Ở một số vai trò, nó còn tăng khả năng dồn sát thương nữa cơ. Cho nên về cơ bản, đối với những cái chất tướng cánh tim, chúng ta cần lưu ý là lúc nào trên người mình cũng phải có bùa tím. Chỉ cần một là đủ rồi, không cần đến hai bùa đâu, vì lấy hai bùa là bị report đấy anh em ạ. Cái điều thứ ba mà Mỡ muốn chia sẻ đến cho anh em ở đây, đó là phải lên level 4 nhanh nhất có thể. Và cái giai đoạn đầu game sẽ có thể quyết định được cái cục diện của trận đấu. Yeah, thường đối với những cái vị trí gánh team, chúng ta nên xin được đi mid để có thể lên level 4 nhanh nhất có thể. Level 4 sẽ chính là cái khoảnh khắc mà các vị tướng đạt tới cái ngưỡng sức mạnh của mình, đặc biệt là ba vai trò đấu sĩ, sát thủ và pháp sư. Chính vì vậy, ở trong giai đoạn đầu tiên của trận đấu, việc có được level 4 trước đối phương sẽ mang đến vô số lợi thế dành cho chúng ta. Nhiệm vụ của chúng ta ở đây đó là sẽ phải biết được ở cái giai đoạn đầu game ý, chúng ta sẽ phải đi đường nào, rồi thì thứ tự farm ra làm sao để mà có thể đạt được cái level 4 nhanh nhất có thể. Như ở trong cái trận đấu này, nếu như anh em xem ở trong giai đoạn đầu game ý, thì Mỡ sử dụng cái vị tướng Guzen, thì cái rotation farm lính, tức là cái thứ tự farm lính ở cái đường giữa của Mỡ đó sẽ là clear thật nhanh cái đợt lính ngoài lane, cái đợt lính đầu tiên á, rồi sau đó vào ăn bùa tím, rồi ăn dần lên đường trên, lấy đi con cua vàng. Như vậy là chúng ta đã gần đạt được đến cái level 4 ở những phút đầu tiên rồi. Anh em đã nhớ cái điều thứ ba chưa ạ? Chỉ đơn giản là biết được cái chất tướng của mình thì nên đi đường gì và thứ tự farm ra sao để mà lên level 4. Và khi lên level 4 thì chúng ta sẽ phải tận dụng tối đa để mà có được những cái lợi thế đến từ cái việc vượt trội kinh nghiệm hơn so với đối thủ. Cái điều thứ tư ở trong cái video clip này Mỡ muốn chia sẻ đến cho anh em ở đây, đó là hãy cố gắng đừng bao giờ phải bỏ mạng ở giai đoạn đầu game. Đừng nói là bỏ mạng, việc phải về nhà hồi máu hay là hồi mana ở những cái vị trí gánh team luôn là một cái bất lợi về lượng kinh nghiệm và lượng vàng mà chúng ta có được so với đối thủ. Nếu chúng ta không thể tìm được cách để hạ gục đối phương ở giai đoạn đầu game, hãy cố gắng đừng để chúng có thể hạ gục được chúng ta, mà thay vào đó hãy chủ động đi dọn lính, đi tranh cướp tài nguyên rừng của kẻ địch và tìm cách tạo ra cơ hội để mà có thể khởi động giao tranh cũng như là những cái tình huống bắt lẻ. Cầm một cái vị tướng có khả năng gánh team mà chết hoặc chết nhiều là nát đấy anh em ạ. Việc những cái vị tướng gánh team lại bị kẻ địch hạ gục vô hình chung sẽ tạo cho những cái vị trí trọng yếu của team bạn được farm, trong khi đó team của chúng ta thì lại bị những cái kẻ gánh team của team bạn ý đe dọa và hạ gục. Vậy nên khi chơi và đảm nhiệm những cái vai trò gánh team, anh em cần phải quý mạng sống của mình hơn á, và sợ chết một chút thì mới mau khỏe được. Chúng ta đang đặt vấn đề ở đây là leo rank solo, không phải chơi hai người hay là leo rank theo team, do đó việc tin tưởng người khác thực sự là quá mạo hiểm. Có một cái câu nói rất hay mà Mỡ có nghe được, đó là trước khi chờ ai đó cứu lấy bản thân mình thì chúng ta sẽ phải tự cứu lấy mình trước đã, đúng không? Và cái điều cuối cùng, ngắn gọn thôi, mà Mỡ muốn chia sẻ đến với anh em ở trong cái video clip này, nó chỉ đơn giản, đó là cách vào giao tranh thôi. Đừng bao giờ là người phát động giao tranh nếu như anh em có cảm giác mình đang là mục tiêu focus của kẻ địch. Việc đổi mạng là điều không nên đối với những vị tướng có tố chất gánh team, vì đổi mạng xong rồi thì ai ở team chúng ta sẽ gây sát thương nữa đây. Do đó, hãy tự chọn cho mình một cái thế hay là một cái góc thật an toàn trước khi mà bay vào bất kỳ cái pha giao tranh nào, sao cho không trở thành cái mục tiêu chính bị dồn sát thương của team địch. Và hãy nhớ như in cái điều thứ tư mà Mỡ có nói bên trên á, đừng bao giờ chết hay là phải về nhà hồi máu, bởi vì chết là hết, hãy nhớ lấy cái điều này.
Và trên đây là 5 cái điều chia sẻ đến từ những cái kinh nghiệm mà Mỡ có được thông qua những cái trận đấu leo rank solo ở trong Mobile Legends. Nếu như anh em vẫn còn những cái chia sẻ khác nó bổ ích hơn và nó có thể giúp ích được những cái anh em newbie khác cũng như là giúp cho bản thân tốt Mỡ ở trong cái việc leo rank solo, thì có thể để lại comment ở bên dưới video clip để chúng ta cùng nhau thảo luận về vấn đề này ha. Và đừng quên sau khi xem xong video clip này hãy để lại cho Mỡ một like, một subscribe, đăng ký kênh cũng như chia sẻ để đón xem những cái video clip tiếp theo của Mỡ sẽ có vào trong thời gian tới nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em. Bye bye.